Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú, anh chị các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và đây là cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Anh chị em đã biết thì Nhật Bản là một thiên đường đồ đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chịu khó săn tìm thì vẫn có những con hàng cực kỳ đẹp để cô chú, anh chị các bạn có thể mua sắm. Trước mắt cô chú, anh chị các bạn đây là một chiếc túi. Anh chị em có thể thấy là một cái màu vàng chanh, nhìn rất là sặc sỡ, đẹp. Thiết kế của nó thì dạng hình trụ, và đặc biệt là cái độ mới của nó rất là mới, anh chị em nhé. Anh chị em thấy cái táp của nó này, mới lên đến 99%. Anh chị em có thể quan sát. Đấy, đặc biệt là con này, anh chị em có thể theo dõi là nó được sản xuất tại Nhật, và cái giá xuất xưởng của nó là 68.000 yên Nhật cộng thuế, thì nó rơi vào khoảng 12.900.000 đồng. 12.900.000 đồng là cái giá xuất xưởng chị em nhé. Còn hiện tại chiếc túi này cô chú anh chị các bạn có thể quan sát một lượt, sau đó thì mình báo giá về tay. Rất là sáng và đẹp nhé, mới lên đến 95-99%. Thiết kế nhìn rất là độc lạ. Chiếc túi này về tay là 5 triệu tiền Việt Nam nhé, 5 triệu bao ship trên toàn quốc, mới lên đến khoảng 99%. Anh chị em nào cần sắm cho một bạn gái một chiếc túi thì đây là một chiếc túi khó có thể bỏ qua. Giá gốc của nó thì khoảng gần 13 triệu chị em nhé. Đây là giá mới mua tại Nhật, còn giá bây giờ nó bán trong tiệm đồ cũ thì nó 5 triệu về tay, còn nguyên bao bố 5 triệu về tay nhé. Các bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Chiều nó khoảng gần 30cm, khoảng 30cm, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng, thích hợp một dây đeo nữa. Màu vàng chanh, rất là tươi trẻ, sáng đẹp. 5 triệu là giá về tay, các bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú anh chị và các bạn. Đấy, anh chị em có thể thấy là chịu khó săn tìm thì rất nhiều những món hàng rất là tuyệt vời để cô chú anh chị các bạn mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình, anh chị em có thể quan sát ở trong tủ kính này là những chiếc kính mắt, những chiếc đồng hồ. Hiện tại thì bây giờ trong đây có một chiếc kính Chanel, mình báo nhân viên người ta để ra bên ngoài và quay cận cảnh chi tiết nhé, báo giá về tay cho cô chú anh chị các bạn. Đấy, sau khi mà nhân viên người ta để ra bên ngoài thì anh chị em có thể quan sát, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 55.000 yên. Cái kính này về tay là 10.500.000 chị em nhé, 10.500.000 bao ship trên toàn quốc. Một cây kính của bạn nữ trong tình trạng đẹp xuất sắc, các bác có thể quan sát. Một cây kính mà đầy đủ các giấy tờ táp mát, hàng đã qua sử dụng nhé, nhưng mà trong tình trạng rất đẹp. 10.500.000 là giá về tay. Một cây kính thương hiệu Chanel. Anh chị em có thể quan sát, cái này được sản xuất tại Ý, made in Italy, và kèm thông số kỹ thuật. Này thì dành cho bạn nữ anh chị em nhé, anh chị em có thể quan sát. Rất là nhiều táp mác, giấy tờ, khăn lau. Nói chung là nó cũng mới lên trên 90%. Rất là nhiều giấy tờ và sổ sách, hộp trong, hộp ngoài. Anh chị em thấy những con hàng hiệu thì nó bao giờ nó sản xuất những cái linh phụ kiện đi kèm rất là chi tiết. 10.500.000 là giá về tay, các bác quan tâm thì chụp lại nhé. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một cây kính của Fuji. Cây này thì cái hộp của nó thì không còn đẹp lắm, tuy nhiên cây kính của nó thì còn tương đối đẹp. Đấy, một cây kính mắt gần vuông, rất dễ đeo nhé, gần rất dễ đeo. Cảm giác như con này là nam nữ đều sử dụng được, nam nữ đều sử dụng được, vì cái mắt này nó rất dễ đeo. Cây kính của Fuji, hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé, đã qua sử dụng. Cái này thì cũng được sản xuất tại Ý, made in Italy. Giá về tay là 3.500.000 nhé, 3.500.000 đồng bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm đến một cây kính của Fuji, nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú anh chị các bạn. 3.500.000 là giá bao ship trên toàn quốc, hàng ship từ Nhật về Việt Nam, mất khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng nhé. Các bác quan tâm thì chụp lại.
kế tiếp và liên tục chương trình. Trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cây kính của Nam. Mình nghĩ là Nam thì không thể bỏ qua một cây kính này. Cây kính Ray-Ban trong tình trạng là hàng chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Chưa qua sử dụng. Giấy tờ tag mark đầy đủ luôn. Ở Nhật thì tìm kiếm đôi khi ở trong tiệm đồ cũ có những con hàng chưa qua sử dụng. Khăn thì tag mark giấy tờ sổ sách. Và đặc biệt là cái mắt của nó là mắt màu xanh tráng gương, xanh nước biển tráng gương. Đây là hộp trong của nó này. Đấy, khử 100% UV. Ray-Ban vô cùng nổi tiếng. Hiệu này thì vô cùng nổi tiếng dành cho kính nam. Đấy, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái kính mắt cơ trưởng, mắt phi công, được tráng gương, mặt xanh nước biển, không tì vết, mới 100% anh chị em nhé, không tì vết. Giá cây này về tay là 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. 3.900.000 là giá về tay. Một cây kính mắt cơ trưởng rất phù hợp cho anh chị em đi biển, đi du lịch, đi dã ngoại vào những ngày nắng gắt. Đây là một cây kính anh chị em, phù hợp cho anh chị em lái xe vào những ngày nắng này, đi du lịch, đi biển thì rất phù hợp luôn. Đeo rất là trẻ. Và cái màu sắc của nó rất là độc lạ anh chị em nhé. Một cái màu xanh nước biển tráng gương. Trên sống này này dập chữ Made in Italy. Ray-Ban 3.900.000 đồng là giá bao ship trên toàn quốc. Anh chị em thấy là quan sát nào. Khi mà quan sát qua thì mắt của nó rất là mát. Và đặc biệt là rất thời trang anh chị em nhé. Rất trẻ. Trông rất ngầu luôn. Size này của nó thì là size 58. Đa số là phù hợp với tất cả các gương mặt của nam. 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé. Chụp lại ở vị trí này để mình dễ bề trong việc tìm kiếm. Đầy đủ trọn gói 3.900.000 đồng là bao ship về tận tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, xin kính mời cô chú như bạn cùng di chuyển sang một cái khu vực bán đồng hồ anh chị em nhé. Rất là nhiều đồng hồ đẹp. Hôm nay mình gặp những chiếc nào đẹp thì mình cố gắng là quay chi tiết cho cô chú anh chị các bạn. Đấy, trong tủ này thì anh chị em thấy là rất là nhiều Omega, là Rolex, nhiều các thương hiệu khác nhau, đến từ Thụy Sĩ, đến từ Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết một số con mà mình cảm thấy đẹp và giá về tay vừa phải thì báo giá về tay cho cô chú anh chị các bạn. Đây, bây giờ mình đã bảo nhân viên người ta để ra bên ngoài một chiếc đồng hồ Omega hoài cổ. Anh chị em có thể quan sát một mẫu đồng hồ cổ anh chị em nhé. Sản xuất tại Thụy Sĩ. Omega của Thụy Sĩ. Anh chị em thấy là nó rất là đơn giản nhé. Ở vị trí 3 giờ thì là có hiển thị ngày. Con này thì đã qua sử dụng. Hàng ngày xưa mà tránh làm sao được, đã qua sử dụng. Size của con này thì mình ước chừng nó khoảng 34-35 thôi. Size hơi nhỏ nhỏ. Tay bác nào mà nhỏ nhỏ thì đeo con này phù hợp. Lát nữa mình sẽ lấy thước mình đo cận cảnh nhé. Bây giờ mình đo chi tiết xem nó khoảng, mình ước chừng nó khoảng 34-35. Bây giờ mình sẽ kéo thước bằng phương pháp thủ công. Con này là size 34 chị em nhé. Size 34. Size 35. 34-35 automatic. Bây giờ mình vào tay để cô chú như các bạn dễ hình dung trong việc mua sắm nhé. Đấy, giá chiếc đồng hồ này về tay là 15 triệu tiền Việt Nam, 15 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm đến một mẫu đồng hồ cổ điển thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Omega Thụy Sĩ. Size 34, size 35. Bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình, quay tiếp cho cô chú anh chị bạn một chiếc đồng hồ rất đẹp và trong tầm tiền rất vừa phải để cô chú anh chị bạn mua sắm. Trước mắt cô chú anh chị bạn đây là một chiếc đồng hồ còn nguyên hộp và trong tình trạng là chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Chưa qua sử dụng. Chiếc này thì người ta bán trong tiệm đồ cũ nên giá của nó rất tốt để các bác mua sắm nhé. Này thì thường thường là người ta được cho, được tặng, người ta không dùng đến, người ta không bán trong tiệm đồ cũ.
anh chị em có thể quan sát là một mẫu Senko 5, Senko 5 bản Sport. Như một khối vàng, anh chị em có thể quan sát. Đấy, một mẫu Senko đây, siêu còn chưa bóc này, anh chị em thấy siêu chưa bóc luôn nhé. Như một chiếc đồng hồ Rolex vàng khối. Đây nó là Senko 5. Anh chị em nghe tiếng Senko 5 chưa? Rất nổi tiếng Senko 5 bản Sport made in Japan. Khả năng chịu nước lên đến 100 m. Lộ máy chị em nhé, lộ đáy. Đấy, cỗ máy Nhật Senko. Tự động quá nha, còn tự động anh chị em nhé. Automatic. Made in Japan, hàng chưa qua sử dụng, siêu đằng sau vẫn chưa bóc anh chị em nhé. Cái này thì anh chị em nhìn cái máy đằng sau nó chạy tích tắc tích tắc tích tắc. Giá con này về tay là 6,5 triệu bác nhé, 6,500,000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Size của con này thì rất phù hợp để các bác sử dụng nhé. Size của nó là size 40. Size 39 đúng rồi, gần 40. Loanh quanh 40. Đấy, bây giờ mình vào tay để cô chú các bạn dễ hình dung và mua sắm nhé. Một mẫu đồng hồ tương đối chất. Mặt kim thì là được dạ quang sáng. 6,500,000 đồng là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú như các bạn. Một con đồng hồ rất đáng để sưu tầm, trong tầm tiền rất vừa phải. 6,500,000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình, xin giới thiệu cho cô chú như các bạn một chiếc siêu ống nhòm của hãng Nikon. Nikon thì chuyên sản xuất máy ảnh nha anh chị em nhé. Đấy, Nikon chuyên sản xuất máy ảnh, bây giờ nó sản xuất một cái ống nhòm vô cùng ác liệt để cô chú các bạn sở hữu. Chiếc này thì mới lên đến 99%, anh chị em có thể quan sát nắp đựng trên, nắp đựng dưới. Cái này thì mình đã thanh toán tiền xong rồi nhé, vừa đã thanh toán tiền xong, ngay bây giờ thì quay tại tiệm. Đấy, đây là một chiếc mà ống nhòm hiệu Nikon. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó thì báo giá về tay nhé. Các bạn nào quan tâm đến một cây ống nhòm để làm phương tiện du lịch hoặc săn bắn, hái lượm hoặc quan sát trăng sao, thì đây là một cây ống nhòm cực kỳ chất của hãng Nikon. Mới lên đến 99% nha anh chị em nhé. Còn nguyên hộp, nguyên dây đeo, cũng chưa được lắp vào máy luôn. Sáng và đẹp, bây giờ mình test cho cô chú chị các bạn nhé. Sáng và nhìn rất nét luôn. Đấy, cô chú như các bạn có thể quan sát. Đấy, nhìn xa xăm và vô cùng sắc nét. Cái này thì anh chị em đi du lịch dã ngoại hoặc là để trong ô tô, nhiều khi mình đi đường mình quan sát được những vật thể ở xa, rất là tiện ích trong các việc ngắm nhìn. Giá cây này về tay là 3 triệu tiền Việt Nam nhé, 3 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. 3 triệu là giá về tay. Các bác cần sắm cho mình một cây ống nhòm để làm phương tiện trinh sát thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang cái tiệm bên đây thì cô chú anh chị các bạn có thể quan sát. Tiệm này nó mới về được một chiếc đồng hồ rất là độc lạ, ngay lập tức quay cho cô chú anh chị các bạn. Anh chị em có thể quan sát là đây là một chiếc đồng hồ Fossil. Và cái nhảy số dây của nó này, chị em thấy là phía dưới nó có một cái màn hình LED nó nhảy dây 51, 52, 53. Đấy là số dây đang nhảy. Và đặc biệt là cái này kim giờ và kim phút của nó dạ quang vô cùng sáng anh chị em nhé. Dạ quang của nó rất sáng luôn. Ngay dưới ánh điện mà mình vẫn nhìn thấy dạ quang rất là sáng. Hàng đã qua sử dụng, một con hàng để anh em sưu tầm thôi. Giá con này về tay thì rất là tốt, 2,5 triệu, 2,500,000 đồng. Bao ship trên toàn quốc nhé. Mẫu đồng hồ Fossil chạy pin điện tử. Giá cực kỳ tốt để anh chị em có thể sưu tầm. 2,500,000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Đấy, mình cố gắng là quay phía sau để cô chú anh chị các bạn tham khảo.
Anh chị em thấy là nó rất là sáng nhé. Và đặc biệt là cái nhảy số dây của nó này, nó cứ nhảy số hiển thị. Đấy, anh chị em thấy buổi tối nó sáng không? Mình che vào cái anh em thấy cái kim giờ và kim phút nó sáng, sáng đến bất thường luôn, quá sáng luôn. 2.500.000 đồng một mẫu đồng hồ rất độc lạ để các bác sưu tập. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Bây giờ mình sẽ đo cái size của nó nhé, để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm. Size này của nó thì cũng gần 40 anh chị em nhé, size 39, 39mm ạ. Đặc biệt là kim dạ quang nó rất là sáng, sáng một cách bất thường luôn. 2.500.000 bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình quay cho cô chú như bạn những chiếc bình gốm vô cùng độc lạ. Trước mắt cô chú như bạn là một chiếc bình gốm sứ với những hoa văn họa tiết thì vô cùng sặc sỡ và sắc nét. Hai chị em có thể quan sát rất là sắc nét nhé, rất là sặc sỡ. Và cái kiểu dáng bình của con này rất là độc, rất là lạ luôn, kiểu dáng rất là lạ. Anh chị em có thể quan sát là một mẫu Kenzo Japan, một dòng gốm sứ với những thiết kế rất là độc lạ. Một chiếc bình, chiếc bình này thì anh chị em lấy cả hai chiếc này nhé, lấy cả hai chiếc thì về tay là 5.000.000. Cái này cao của nó thì khoảng 28cm, cao khoảng 28cm. Anh chị em sưu tầm những dòng gốm sứ của Nhật thì đây là hai chiếc bình rất sáng, rất đẹp và rất mới. Đây là một dòng sứ xương nữa, hàng mới như là mới luôn anh chị em nhé. Hoa văn họa tiết của nó thì đơn giản thôi nhưng mà rất là sắc nét. Đây là một dòng sứ xương Kubo của Nhật Bản. Đấy, anh chị em có thể quan sát Okura Japan. Bác nào tiện tay lấy hai chiếc này thì 5.000.000 nhé. 5.000.000 cho hai chiếc bình, bao ship trên toàn quốc và bao vỡ trên toàn cầu. Bây giờ mình để đây để cô chú chị bạn có một cái nhìn toàn cảnh một cặp bình gốm sứ của Nhật Bản, mang hai trường phái khác nhau, hai phong cách khác nhau. Giá về tay là 5.000.000. Cô chú chị bạn nghiên cứu chỗ trưng bày trong các không gian sưu tầm, 5.000.000 là về tay, bao ship trên toàn quốc. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.